Báo bác, tôi lại ra thăm anh Tân, tay run quá. Thì hôm trước có quay thì con này đang làm đá, con này tôi rất là thích. Mỗi tội nó hơi to ấy, nhưng mà thực tế nó còn rất giá trị và rất đẹp. Còn Nam Điền nhìn trên nhìn màu da, nhìn dăm là biết, không cần nhìn lá đấy. Đấy, biết Nam Điền lấy cái dòng Nam Điền xịn, nhìn lại biết. Có những một số cái dòng nó rất khó phân biệt, rất nhiều dòng Nam Điền các bác nhé, thì cứ chơi nhiều thì biết thôi đấy. Nhưng quan điểm là đẹp thì đồ nào cũng chơi được hết, đừng quan trọng quá các bác nhé. Đấy, thì có con là con này anh Tân mình làm cho một bác ở Thanh Xuân, hôm nay đã hoàn thiện đấy, sạch sẽ và khô răm lại rồi, nhìn rất sáng sủa. Một bác cũng rất là đam mê cây. Đấy, còn đang để lại đây chưa mang về, đá điếc anh vào xong rồi đắp rêu và khô răm lại rồi. Đấy là một cái cây mà tôi rất là thích, ấn tượng cái cây to, ấn tượng cây này. Nhưng mà từ từ cứ đi vòng đã. Đấy, cây me này thì ai biết rồi, ai cũng biết cây me này rồi, khi mà vào cổng là đã thấy rồi. Tất nhiên để ra đi được cũng hơi khó vì kén người chơi mà, kén diện tích, kén người chơi. Đấy, cây me cũng rất nghệ thuật. Tất nhiên dọn những cái lợp chờm mà đang để nhờ cái khay này đi thì là một cây rất là đẹp, rất giá trị. Cây này chắc chắn có quả, ngày xưa tôi nhìn thấy có quả rồi. Đấy, tôi quay trở lại cái cây cây điền này. Đây, chân bệ rất đều nhưng mà thoáng, đá chỉ gài điểm xuyết thôi. Cái từ đây. Đấy. Đá trên chân bệ nhá. Rất sạch sẽ, rất thoáng. Được đá, chắc là sau anh ấy sẽ để một cái tượng hay là bàn cờ tiên gì ở đó ở đây, tôi chắc chắn là như vậy, nhìn đã thấy rồi. Nhưng mà về bệ đế tự nhiên con này nhá, rất bệt, nằm chậu lâu năm, rất bệt, rất thoáng và tuổi tác thì không phải bàn rồi. Mặt sau là bông rằm gì miễn chê, rất sạch sẽ, những cái đường chuyển rất mịn, cây hoàn thiện rồi mà. Cây hoàn thiện đã mang ra ghép đá thôi. Cái này mà trước khi chưa làm đá các bác, cái đoạn này thì không chê gì nhé, đoạn này phải xuống nhé. Nhưng cái đoạn này hơi bị bé. Nếu mà các bác tưởng tượng không có đá nhé, hơi bị bé và hơi bị thóp ở chỗ này. Đấy thì vào đá thì nó sẽ đỡ đi. Đó, nó sẽ hết đi cái phần đấy. Bông rằm tay tàu nghệ thuật. Ta đấy, hoàn thiện rồi. Bông rằm này rất giống cây Nam Điền của tôi ngày xưa mà nhiều quả, nhưng mà tôi đổi lấy cái ổi. Tất nhiên cây tôi thì nó không so sánh được với cây này, nhưng mà là cùng cái dòng Nam Điền đấy, rằm dày. Đứng xa thì các bạn vừa nãy nhìn thấy rồi, nó hơi chật. Mặt sau rồi. Đấy, rất đẹp ở đây rồi. Ngựa ở đây. Tôi sẽ mang con tay chuột, con này rất giống con của tôi. Con của tôi thích hơn chút. Sẽ mang làm như này, cái nhỏ bằng cái này thôi. Nhỏ cái này, cái này to quá. Đấy, làm nước rất sạch, không bị đất nữa, nước sạch lắm, trong sạch.
này co lắc ghê quá. Đúng rồi, gốc rất là dễ. Đây chính là nó đây, vòng da này nhồi cái rễ này vào đây mọc xuống đây làm cái lỗ đây nhét xuống đang lẩy mầm này mà có cái hoa thì chết chỉ cần một cành hoa không chỉ cần một cành mới đẹp không cần nhiều. Em này chỉ cần một cành hoa là đẹp, quá đủ. Một cành hoa thôi. Không biết tặng bao tiền thì ra đi được cây ổi đấy không biết. Ông cái gốc này nó lâu rồi đấy. Tùng này già đẹp, tùng này đẹp. Dễ, kiểu dễ nuôi được cái cành. Tùng này rất nghệ thuật đấy. Ổi này khá là hay đấy, cái ổi này. Cái này thì là nó giữ lại đấy thì cây đổ. Cây này của nó ở dưới đây nó không phải là to nhưng mà nó kiểu dễ nhỏ. Cây đổ. Nhìn cái đường này hợp vào hòn đá nha. Cái này thì đuôi thì nhánh. Không. Mình nuôi ấy thì nó to mình giật từ đây chứ. Giật ở đây. Đấy nó năm này sáng nó đi cắt đây rồi nhưng mà thôi thì an toàn để đây nên to. Vì cái này kể cái này để đấy em có con chi giống thế mà lại mang ra. Mang em tay mèo nhưng chắc phải mang ra tiếp. Mang ra luôn đi tay mèo thế. Con kia có phải nhấc ra ngoài không anh hay cứ quẳng đấy thôi? Cái con kia kìa. Không để đấy thì làm giờ mà. À đây, hay quá. Anh cắn cái vòng này vào đây. Ôi giời. Xem nào. Dáng dấp thì em rất khoái đấy, cơ là nhưng mà mỗi cái bệ em cứ nhìn đi nó có thế đấy, bệ nó nhìn thấy rồi. Chú thích thì moi ra thì là nó sẽ hở hơn nhưng mà cây đang nuôi thì nó lại làm thế. Không ý là mai sau thì chẳng hạn cái bệ nó mẹ nó phải ra đây xong rồi để kiểu như nó gọi là đầu này nó giữ cái là vì vươn giữ kiểu. Thì nếu bây giờ đang cô tiêu phải nuôi thêm thì nó mới ra dễ được chứ. Tự nhiên nó sao nó có được. Đây là trước trên chậu rồi đúng không? Thằng chậu mà trên chậu vừa về thì dễ nó to nó dài thì anh thấy nó thô anh cắt đi. Trên chậu nó mảnh. Dáng dấp là cũng hay đấy. Dáng dấp. Được. Đấy. Không chê gì là chỉ là mỗi lô đây nhé, như vậy trong nó xuống này, xuống những cái đoạn chạy ngang phẳng trước này, đặt cái này vào rồi phải cắt cái này đi, lấy cái rễ này ôm cho hai bên tường mà lại xuống, cây tường bên đây thì cũng có cái đoạn này lại ra đây, úi quả si này à. Chắc là sớm muộn cũng cho vào đá thôi, chắc mai kia tôi cũng mang nốt con tay chuột này. Làm đá. À đây khoe các bác là tôi mang con si nhỏ nhỏ ra đây làm đá đây. Đây trong này. Con si mà làm điêu đứng biết bao anh hùng đấy. Không đơn giản. Trên sàn.
kia nó tựa vào cái con đá. Quan trọng nhất cái ý tưởng của con đá. Đấy, ngọc hoa. Đấy là xi ủ ở đây rồi. Đây đây. Đẹp đấy. Lát nữa đi xong anh cho em về vườn nhà anh chơi. Không, anh còn đang làm ở đây. Thì quả lát nữa bao giờ làm xong 10 giờ đêm về cũng được. Không, muộn. Muộn cũng được, muộn mà anh có sao về. Con này bắt đầu phun lá rồi. Phun răm ra nhiều đấy. Cũng có nhưng mà nó không phải là ghê gớm đâu. Chịu thật. PC mang đầy hết rồi. PC đấy cũng là một cái hay mà. Thôi thì chắc là thời gian cũng may ra đây mà làm.